vì cởi dày, nằm ra sân khấu trên sóng truyền hình, tham gia tập 4 chương trình tường lửa, MC Cát Tường vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả, nữ MC liên tục có những hành động, lời nói thể hiện sự phấn khích thái quá, thậm chí cởi dày và nằm bò trên sân khấu, khi bắt đầu tham gia các phần chơi của chương trình, Cát Tường liên tục chen vào lời MC Trường Giang, cụ thể, khi Trường Giang đang nói về luật chơi của chương trình, trước khi đến với câu hỏi, chị có muốn nhân đôi hay không, nếu chị nhân đôi thì, thì bị Cát Tường chen ngang biết rồi. Hành động này của bà Mai Quốc Dân khiến khán giả không hài lòng. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng thường xuyên tỏ ra khó chịu khi chê trách đồng nghiệp của mình là Tiết Cương khi anh không chọn được đáp án chính xác. Trời ơi trời, tự nhiên không đồng ý, không biết ông này ổng phân tích cái gì luôn. Trong suốt thời gian tham gia chương trình, Cát Tường thường xuyên quỳ, ngồi, thậm chí nằm bò trên sân khấu để thể hiện cảm xúc của mình. Sau khi chương trình lên sóng, nhiều khán giả để lại bình luận tại kênh YouTube chính thức của chương trình không ít người thể hiện sự thất vọng vì sự bản năng và thái quá của cô khi tham gia game show tuy nhiên cũng có một số khán giả lên tiếng bênh vực các tường vì cho rằng cô muốn mang đến không khí thoải mái vui vẻ trên sân khấu nên mới thể hiện mình một cách tự nhiên như vậy về phía các tường cô chưa có phản hồi chính thức về sự việc lần này tuy nhiên trên trang cá nhân các tường chia sẻ dòng trạng thái tâm trạng đầy ẩn ý cô viết vừa về nhà đã nhận những thông tin không được vui nhưng không sao làm dâu trăm họ mà